Xin báo cáo các bác của chú chị là em có cái gốc tre ngà, bonsai nhé. Thì mới hôm qua mới ở trên Tây thì ông chú ông ấy tặng đấy. Thì qua mấy anh em lên nhà chú chơi thì chú tặng tặng cái gốc tre này đấy. Thì sẽ bây giờ em sẽ cắt làm cho nó mịn màng tí, rồi chú cũng để thả mà đấy, thì nó đang bị phá mất thế, thì nó vẫn như vậy thôi, cốt tre vẫn như vậy, nó phá đi những cái bông răm rồi những cái mầm mới, những măng mới các bác ạ. Đấy, nó dòng này chơi rất là hay và nó cũng không phải là, nó cũng rất là bền chứ không phải là nhanh hỏng của các bác ạ. Nhiều khi các bác nghĩ là tre khó chơi nhưng mà cứ tỉa dày thế kia nhưng nó vẫn sẽ phun lên thôi, tỉa răm thì riêng nó vẫn sẽ phun lên thôi. Và đây rất là nhiều những cái măng con lên này đấy. Cây này một cái cốt cũng rất là hay nhưng mà nó hơi khó nhìn, thì để em tỉa đi các bác nhé, để các bác xem nhé, có hay ho gì không nhé các bác nhé. Đây, vừa tỉa xong cây ung du này, tỉa xong cây du này, tỉa thôi chứ chưa làm gì đấy. Bây giờ là quay cây tre này này để khoe các bác tí các bác nhé. Giờ là tiến hành tỉa và làm sạch sẽ những cái bông răm các bác nhé, bởi vì sau nó sẽ lại phun lên như thế kia mà, mình phải rút liên tục.
Đấy, được phết các bác nhỉ. Đấy, nhưng mà nó hơi bị rạc thôi. Tay chi nó bỏ nhiều, bị bỏ nhiều, hơi rạc. Thì là nếu mà bác chủ cũ bác ấy, trước khi kỷ niệm em mà bác ấy chịu khó tỉa thì này chút thì nó sẽ khá hơn. Đây thì bác xem nhá. Đấy. Gốc bệ rất là gớm. Gốc bệ rất gớm. Ổn định chậu cũng lâu rồi. Bác vệ rất gớm. Cái này vẫn còn rất là khỏe này. Con kia thì đang yếu ớt thì làm cái gỗ khô thì cũng được. Này đang lên rất nhiều măng. Cần chính đây. Cần chính đây. Bông răm vẫn còn sống khỏe nhưng mà cơ bản là không được chăm sóc nhiều cho nên là nó bị rạc và nó chết răm rất là nhiều. Đấy. Đấy. Này mà chơi thành chơi khô cũng được, không vấn đề gì. Chơi khô cũng được. Xong. Đấy. Chính là tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì chơi tre đâu nhưng mà đi chợ ở Vạn Phúc một vài lần thì thấy khá là hay và người ta tỉa rất là dày, rất là mạnh tay nhưng mà vẫn cứ đẹp, vẫn cứ khỏe. Đấy, dòng tre có thể dòng tre đằng ngà này, dòng tre ngà này nó khác, nó khỏe hơn cái tre 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 ta mà nó ưa cắt tỉa, có thể nó ưa cắt tỉa. Nuôi đấy cái mắt kia để dự phòng bác ạ, nuôi một số cái mắt kia để dự phòng sự sống nuôi gốc này, không cái thân chính này nó cũng khá là già đấy.